Thưa quý vị, trong kỳ họp chuyên đề ngày 14 tháng 3 vừa qua, khi Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chính thức thông qua nghị quyết về thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố ấp, thì tại các địa phương, công tác sắp xếp để vận hành khu phố mới trên toàn địa bàn thành phố cũng đã sẵn sàng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên HTV. Đây là một buổi họp của cán bộ khu phố 4, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức. Bà Lan làm tổ trưởng khu phố hàng chục năm qua với công việc quản lý khoảng 3.000 hộ dân. Sắp tới đây khi bộ máy mới được vận hành, bà chỉ còn phụ trách khoảng 800 hộ dân, áp lực trên vai cũng sẽ nhẹ bớt phần nào. Tôi đã từng làm rồi, thành ra tôi làm tiếp thì nó không có gì hết, nhưng mà cái khó khăn lúc mà khi mình truyền đạt những cái đó cho người dân thì người ta chỉ thắc mắc là thủ tục giấy tờ nó sẽ rườm rà này kia đó thôi. Nhưng mà sau khi giải thích thì người ta cũng đồng tình không có gì cả. Phường Phú Hữu là một trong những phường thực hiện thí điểm mô hình khu phố mới tại thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua. Sau thời gian sắp xếp, bố trí nhân sự, phường từ 4 khu phố thành 16 khu phố mới với quy mô giảm từ 149 còn 80 nhân sự. Chọn lựa những người có đủ sức khỏe, nhiệt tình, có đủ kiến thức, có am hiểu về pháp luật. Bản thân và gia đình thì cũng phải chấp hành chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước và những cái quy định của địa phương. Bên cạnh đó thì cũng phải có uy tín trong cộng đồng dân cư để chọn lựa vào nhân sự của khu phố mới sau sắp xếp. Các cán bộ khu phố 4 phường Thới An, quận 12 đang nhiệt tình hướng dẫn cho người dân về những thủ tục giấy tờ, vấn đề còn vướng mắc. Nhân sự đã sẵn sàng, cơ sở vật chất tận dụng lại những gì đang có, miễn sao không gây xáo trộn cho người dân. Những giấy tờ làm liên quan về đất đai này kia thì khu phố rất là hướng dẫn rõ ràng. Cái gì không biết thì khu phố ta chỉ. Đang quản lý khu phố 4 với hơn 1.624 hộ dân, 3.346 nhân khẩu. Sau khi sắp xếp khu phố mới, bà Huyền trở thành trưởng khu phố 7 và chỉ còn quản lý 560 hộ. Bà cho rằng các thông tin chính sách sẽ được triển khai tới người dân nhanh hơn. Những cái chủ trương chính sách của nhà nước cũng như là các cái phong trào của địa phương đến với chúng tôi thì chúng tôi sẽ tuyên truyền vận động nhân dân nhẹ nhàng hơn và dễ dàng hơn là cái so với cái thời gian mà lúc trước. Cái việc sắp xếp lại cái trụ sở làm việc cho các khu phố thì bước đầu sẽ tận dụng các cái trụ sở công sở và các cái khu phố trước đây để vận hành các khu phố mới, và trong hướng sắp tới thì cũng xem xét và đề xuất với lại thành phố sắp xếp và có thể là xây dựng các cái vị trí văn phòng cho các khu phố mới để có cái vị trí làm việc khang trang và nó hiệu quả hơn. Việc sắp xếp khu phố cũng là xây dựng tổ chức dưới phường sát dân, gần dân, trực tiếp truyền thông tin đến người dân, đường lối, chính sách pháp luật của nhà nước. Bên cạnh đó, các chế độ cho cán bộ chuyên trách cũng sẽ được quan tâm đúng mức, từ đó phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa chính quyền với người dân.